Lốt ship đặt đồ ăn là free ship. Lốt ship là ứng dụng giao đồ ăn, đi chợ, giao hàng, cái gì cũng có. Không những đặt là giao ngay mà còn luôn luôn free ship. Ứng dụng của người Việt, giao diện thân thiện dễ dùng, đã có mặt tại 7 thành phố lớn tại Việt Nam. Tải ngay app Lốt ship tại App Store hoặc Google Play để đặt hàng ngay hôm nay. Link tải app ngay dưới mô tả video này. Chào mừng các bạn đến với bản tin kinh doanh của Độc Đáo TV. Trước khi đến với nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm đăng ký để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Fire Holdings thành lập Fire Space quy mô gần 1,2 tỷ đô la Mỹ, muốn bay vào vũ trụ năm 2026. Ngày 29 tháng 12 năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fire Holdings đã họp và ra nghị quyết thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Fire Space và các nội dung đăng ký doanh nghiệp của Fire Space. Cụ thể thì Fire Space sẽ có vốn điều lệ là 26.688 tỷ đồng, trong đó Fire Holdings góp 5% vốn, tương đương 1.334,4 tỷ đồng. Công ty này sẽ đặt trụ sở tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Fire Space được thành lập với chiến lược phù hợp với quyết định 169/QĐ-TTG ngày 4 tháng 2 năm 2021 về chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vũ trụ đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó thì mục tiêu của Fire Space là trong giai đoạn 2026-2030 có được chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ tại Phú Quốc, Kiên Giang nếu như được cơ quan quản lý cấp phép. Fire Space sẽ IPO tại thị trường chứng khoán Mỹ ngay trong năm 2022 để huy động nguồn vốn thực hiện dự án. Hội đồng quản trị Fire Holdings giao cho ban tổng giám đốc phối hợp và hỗ trợ Fire Space xin cơ chế đặc thù trình Thủ tướng Chính phủ để đẩy nhanh tiến độ đảm bảo mục tiêu thành lập công ty. Trước đó vài ngày, Fire Holdings đã ra nghị quyết về việc đồng ý chủ trương đầu tư dự án cảng vũ trụ du lịch tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang của công ty con là công ty cổ phần tập đoàn Fire Group. Dự án này sẽ được xây dựng với mục đích là phát triển Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ du lịch mang tầm quốc tế và đưa Việt Nam sánh ngang với các cường quốc vũ trụ trên thế giới. Bên cạnh đó thì dự án sẽ nâng cao được năng lực cạnh tranh và tận dụng thế mạnh du lịch của Phú Quốc. Mặt sang khai trương cửa hàng Walmart Plus nhượng quyền đầu tiên, mục tiêu giúp 10.000 ông chủ trở thành triệu phú đô la Mỹ của Việt Nam. Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2021, công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Wincomex thuộc tập đoàn Masan Group đã khai trương hai cửa hàng Walmart Plus nhượng quyền đầu tiên tại thành phố Hà Nội. Đây là cửa hàng đầu tiên nằm trong mục tiêu phát triển 20.000 cửa hàng nhượng quyền, 10.000 cửa hàng tự sở hữu, phục vụ từ 30 đến 50 triệu người tiêu dùng vào năm 2025 của Masan. Cửa hàng Walmart Plus nhượng quyền là mô hình mini mall đa tiện ích được chuẩn hóa với hệ thống đặt hàng, kiểm soát tồn kho tự động. Đồng thời, nhân sự được tuyển dụng, đào tạo và danh mục hàng hóa được tư vấn bởi Wincomex. Với quy mô này, tập đoàn Masan cho biết người tiêu dùng sẽ được tiết kiệm từ 5 đến 10% cho các nhu cầu thiết yếu của mình. Nhà sản xuất và nông dân sẽ gia tăng lợi nhuận từ 5 đến 10%, còn đối tác nhượng quyền bán lẻ sẽ gia tăng lợi nhuận từ 5 đến 10% so với hoạt động hiện tại. Theo thông tin trong một bản kế hoạch nhượng quyền, tập đoàn Masan không giấu giếm đi tham vọng muốn biến 10.000 chủ cửa hàng nhượng quyền trở thành triệu phú đô la Mỹ của Việt Nam trong tương lai. Điều kiện để tham gia vào hệ thống nhượng quyền này là những doanh nghiệp cá nhân quan tâm tới mô hình cửa hàng bán lẻ hiện đại, đáp ứng được yêu cầu về mặt bằng và vốn. Cụ thể thì là có nhà mặt phố hoặc là shop house sẵn sàng đầu tư chi phí từ 1 đến 2 tỷ đồng. Diện tích mặt bằng lớn hơn 100m² với mặt tiền rộng 6m, vị trí mặt đường hoặc là chân chung cư. Mục tiêu của Masan là xây dựng nền tảng Point of Life, phục vụ đầy đủ các nhu cầu thiết yếu trên cùng một nền tảng, hướng tới phục vụ 30 đến 50 triệu người tiêu dùng vào năm 2025 bằng việc vận hành 10.000 cửa hàng bán lẻ tự sở hữu và 20.000 cửa hàng nhượng quyền. Wincomex hiện nay là nhà bán lẻ hiện đại có quy mô lớn nhất tại Việt Nam nếu như xét về số lượng điểm bán với gần 3.000 siêu thị và cửa hàng Walmart, Walmart Plus tại 60 tỉnh thành trên cả nước. Thông tin cho biết, đơn vị này duy trì hơn 90% tỷ lệ hàng Việt trong hệ thống, thu hút hơn 32 triệu khách hàng mỗi tháng. Các cửa hàng Walmart Plus nhượng quyền đầu tiên được khai trương kết hợp cùng với kiosk Phục Long, mạng di động Reddy và mô hình cửa hàng Walmart Plus nhượng quyền đa tiện ích sẽ còn tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới. Đột nhập vào nhà máy VinFast, xem trái tim xe điện VinFast VF E34 siêu to khổng lồ đặc biệt như thế nào. Ngày 25 tháng 12 năm 2021, VinFast đã chính thức bàn giao lô xe điện thông minh đầu tiên VF E34 cho khách hàng đặt mua trước đó. Cũng trong ngày bàn giao, hãng xe VinFast cho phép khách hàng và truyền thông tham quan khu vực sản xuất pin xe điện nằm trong nhà máy VinFast tại Hải Phòng. VinFast cho biết đã hợp tác với nhiều đối tác nước ngoài để sở hữu công nghệ tự sản xuất pin ngay tại Việt Nam với dòng pin đạt tiêu chuẩn quốc tế. Theo quan sát thì không có quá nhiều công nhân trong nhà máy pin bởi vì hầu hết các công đoạn đều được làm tự động bằng robot nhằm đảm bảo tính chính xác 100%. Khối pack pin có trọng lượng khoảng 300 kg, gồm 11 pack pin với 2.426 pin pack. Vỏ ngoài cùng của khối pin có hai phần. Phần bên dưới cùng là khay để pin housing.
Khai này được chia thành nhiều khoang nhỏ để các khối pin vào trong. Bên trong lõi của một tấm pin là rất nhiều các chi tiết nhỏ, từ các cell pin, bệ đỡ cell pin và bộ phận tản nhiệt. Các thành phần lõi pin với module cell pin, bộ điều khiển điện tử, trong đó thì có linh kiện cấu thành tạo nên quả pack pin như linh kiện nhựa, điện tử đều được sản xuất tại nhà máy tổ hợp VinFast, còn cell pin thì được nhập khẩu của Samsung SDI. Trước khi được đưa vào lắp ráp, toàn bộ cell pin sẽ được phân loại nhằm cân bằng điện áp của các quả cell pin nhỏ với nhau, tăng tuổi thọ của cell pin. Các cell pin sẽ trải qua nhiều công đoạn như là lắp vào các vỏ holder nhựa, lắp ống làm mát hay được nối với nhau qua các tấm điện cực một cách tự động. Tại đây thì pack pin hoàn chỉnh sẽ được lắp ráp với những quy trình kiểm định hết sức nghiêm ngặt. Các ống mát sẽ được kiểm tra rò khí và kiểm soát chống rò tuyệt đối. Các mối hàm vỏ cell pin cũng sẽ được công nhân của nhà máy kiểm tra cẩn thận. Tiếp đến là các công đoạn như lắp sensor để cảm nhận điện áp của vỏ cell pin, lắp bằng mạch điều khiển. Module hoàn thiện sẽ được robot lắp tự động vào vỏ pin, sau đó thì tiếp tục được lắp thành cái dẫn điện nối với các module với nhau, tạo thành một pack pin có điện áp cao. Quả pin hoàn thiện sẽ trải qua thêm các công đoạn như là kiểm tra rò khí, an toàn, chức năng, đảm bảo khi kết nối vào chiếc xe sẽ đạt 100% hiệu suất. Để đảm bảo được an toàn thì mọi công đoạn lắp ráp liên quan đến điện áp đều được thực hiện tự động hóa bằng robot. Theo VinFast cho biết, pin lithium-ion của VF-E34 có dung lượng 42 kW, đạt chuẩn chống nước IP67, chịu ngập được tới 1 mét trong vòng 30 phút cho quãng đường di chuyển 285 km. Với chế độ sạc thông thường, công suất sạc là 3,3 kW thì mất khoảng 8 đến 10 tiếng để sạc được pin. Còn với chế độ sạc nhanh thì pin chỉ cần 18 phút sạc là sẽ đủ cung cấp năng lượng để di chuyển được quãng đường khoảng 180 km. Pin được đặt ở bên dưới sàn xe có cơ chế bảo vệ 3 vòng chống rò điện bằng phần mềm, phần cứng và chống quá dòng quá nhiệt theo tiêu chuẩn. Bên cạnh đó thì khối pin này còn có thể hoạt động được trong điều kiện nhiệt độ từ âm 40 độ C cho đến 80 độ C mà chất lượng thì không bị ảnh hưởng. Bộ pin được xem là trái tim năng lượng của chiếc xe ô tô điện. Và trên chiếc xe VinFast VF E34 thì pin là cấu phần chiếm tới 30% giá thành. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.